Em đáp về Việt Nam là cách đây mới 2 ngày. Rất là chung tình luôn hả? Dạ. Vậy em có mấy mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào hết. Trời, vậy mà nói chung tình là còn nguyên luôn đó hả? Y nguyên. Để tôi qua tôi coi. Tin chị đi, em đẻ một cái là cái miệng em hoạt động liên tục liền. Là cái này là bắt tay. Sau khi mà người ta đóng tiền thuế xong hết rồi đó, ok bắt tay, dạ cảm ơn anh đóng tiền thuế xong rồi em đi về. Xin được mời nhà gái, trai cô gái của chúng ta. Mời nhà trai. Đây, mời em ngồi. Rồi bây giờ thì mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Chào mọi người, chào ban tổ chức. Con tên đầy đủ là Hà Thị Đài Loan. Năm nay con 29 tuổi. Loan là Loan làm việc gì vậy? Ở đâu? Dạ, trước cách đây một năm thì sau khi ra trường thì em làm liên tục cho công ty Nhật. Sau đó một năm thì em học xong tiếng Nhật thì em đi Nhật cũng tiếp tục làm cho Nhật. Nên hiện tại là em đáp về Việt Nam là cách đây mới 2 ngày. Là hiện tại mình về Việt Nam là mình đang nghỉ xả hơi. Dạ, nghỉ xả hơi. Rồi, hay quá. Rồi, mời nhà trai. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Chi Lan. Em tên là Trần Minh Quang, sinh năm 90. Năm nay là 33 tuổi, đang làm ở chi cục thuế Củ Chi. Ở nhà mình thấy luôn hả? Dạ, nhà em ở Củ Chi. Quang ở với ai? Em ở với cha mẹ. Với ai nữa Quang? Dạ, chỉ có em là con một. À, con một. Là bây giờ là chắc chắn lấy vợ thì phải làm dâu Củ Chi đúng không? Dạ đúng rồi. À, cô gái là Đài Loan sống ở Nhật mà bây giờ về làm dâu Củ Chi nha. Rồi bây giờ Đài Loan nói cho khán giả biết là ưu điểm và khuyết điểm của em như thế nào. Tính của em là hiền lành, giọng nghe thì ấm áp dễ thương, biết lắng nghe người khác, chân thành. Còn khuyết điểm của em thì từ xưa tới giờ có một khuyết điểm mà em vẫn chưa bao giờ khắc phục được là kiểu như là đi đường á, cái em nhìn đường rất là dở, ví dụ như là nhìn map khi nào em hay bị sai, không có khả năng đọc bản đồ, không thể nào làm tài xế được. Dạ, đọc thì đọc được nhưng mà đúng sai thì hên xui. Sao đâu em, mình có bạn trai để bạn trai chở mình được. Rồi nhà trai. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là trung tình. Và em hiền lành. Em rất thích làm việc thiện. Còn điểm yếu của em là em hơi kỹ tính, cầu toàn cho công việc. Ngoài ra em cũng hay quên. Rất là trung tình luôn hả? Dạ. Vậy em có mấy mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào hết. Trời, vậy mà nói trung tình. Em quen thì em không có, sẽ không có quen người khác. Em quen một, quen thì quen một người thôi. Dạ. Ở đó giờ lý do sao mà Quang cũng đẹp trai nè, cao ráo, có công việc làm ổn định, có nhà cửa đàng hoàng mà không có quen được cô nào là sao Quang? Tại vì những năm 20 mấy tuổi thì em xác định là em muốn bươn chải ngoài. À, để mà lo kiếm việc, để lo công việc ổn định. Thì sau em đã lập kế hoạch là sau 30 thì em mới bắt đầu tính đến chuyện gia đình. Cho nên là trong cái thời gian đó thì em sẽ không quen ai hết. Em học lên tới gì rồi? Em học tới thạc sĩ. Rồi tập trung gì học, thành ra là chưa có người yêu vậy đó. Dạ đúng rồi. Ồ, oh. Là còn nguyên luôn đó hả? Y nguyên. Để tôi qua tôi coi. Rồi, chào ông thạc sĩ. Chào chị. Hồi đó giờ không quen ai thiệt. Dạ. Chưa nắm tay ai luôn. Chưa. Rồi giờ nắm tay con gái rồi cảm xúc nó mạnh quá rồi xỉu rồi sao? Không có xỉu đâu chứ. Thiệt không? Dạ thiệt. Chứ chưa bao giờ nắm tay con gái đó. Thằng cuộc thuế cứng lắm á. Bản lĩnh lắm á. Linh hơi rung. Sao mà chưa chịu có bồ thiệt. Kỳ vậy ta. Cô gái bên đây làm sao? Đi học nè, rồi đi làm nè, rồi đi nước ngoài nè. Rồi có mối tình nào chưa? Dạ thì sau khi mà kết thúc học đại học xong, em đi làm khoảng một năm thì em có quen một bạn. Sau khi mà không hợp thì em tiếp tục đầu tư cho việc học và việc làm tới bây giờ. Thì em cũng không quen ai. Mối tình đó em quen bao lâu? Dạ em quen lúc đó là được khoảng tầm 3 năm. Chia tay lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Quen 3 năm mà tình cảm tiến triển tới đâu? Tụi em quen thì kiểu cũng đi ăn đi chơi, rồi bạn bè bình thường cũng cà phê. Sau khi mà tìm hiểu thì hai bên không hợp thì sau một thời gian kiểu cũng đắn đo. Kiểu lúc mà chia tay thì không thể hai người cùng không nói ra được cái lời chia tay vì kiểu sợ đau lòng nhau. Nhưng mà khi mà chia tay được một khoảng thời gian thì không còn liên lạc nữa. Trời ơi, sao tôi nghe giống mối tình của 25 phim tôi coi quá vậy trời. Có những cái lúc mà nó nghiệt ngã vậy ha. Nghiệt lắm. Bây giờ muốn có người yêu như thế nào nè? Do là em chỉ có 1m6 thôi nên bạn trai chỉ cần trên 1m65 là dư. 85 luôn á. 85 là tôi hốt liền á. 85 là gu tôi. Là gì nữa? Quan điểm trong tình yêu của em thì khi có một vấn đề thì em muốn là hai người cùng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn giải quyết vấn đề. Không có nên là
kiểu như là một bên im lặng rồi một bên bỏ đi, rồi kể cái sự việc đó nó tiến triển tới đâu thì tiến triển. Nên quan điểm của em là lỡ có một cái vấn đề gì mà bất đồng cô quan điểm và bất đồng cái suy nghĩ thì mình nên thẳng thắn giải quyết dứt điểm rồi thôi. Đó, hợp lý. Thêm một nữa là luôn chân thành, chân thật, luôn luôn là lắng nghe chia sẻ mình. Rồi, em có điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Nóng tính, lớn tiếng với em. Ghét hút thuốc. Rồi, ok, bẻo đấy chị Lan. Sao Quan? Sao? Thầy gái đưa ra tiêu chí vậy em thấy sao? Dạ, tiêu chí thấy ổn. Khoảng được 80-90%. 80 rồi đó hả? Dạ. Còn cái nào mà mình cảm thấy em chưa tự tin? Chưa tự tin nữa thì em hơi cầu toàn chút cho nên là nhiều khi hơi nóng tính chút. Dạ. Còn về mà không hút thuốc, không rượu thì em không có. Nhưng mà em có cái kỹ tính nữa đó. Kỹ tính. Đó. Lúc mình nóng tính mình có lớn tiếng không? Chứ cô gái bên kia là không thích lớn tiếng. Dạ thì em nói nhẹ nhàng thôi. Nói nhẹ nhàng mà người ta nhức đầu. Dạ. Nói nhẹ nhàng sâu sắc. Đơn giản thôi, nếu mà đàn ông mà nói nhẹ nhàng sâu sắc tổn thương chút xíu có sao đâu. Trời ơi, nó giống như là nó nặng còn hơn búa tạ tán đầu nữa. Chúc hai người gặp nhau đi, mẫu hình lý tưởng của em sao? Cô em chung thủy, lo cho gia đình, hiền lành. Cao mét nhiêu nè để nói cho nhà vậy? Cao mét 78, nằm 80kg. Thì tôi qua tôi coi xong là tôi đuổi luôn con nhà gái xuống rồi tôi nói. Oh. Đẹp trai lắm nha, chị nói thiệt. Trai đẹp gái nha. Em đi nước ngoài hoài, em có thể nói cuộc sống của em á nó tự do quen rồi. Nhưng nếu với anh thì anh hơi kỹ tính chút xíu, nóng tính chút xíu rồi thì sao? Thứ nhất là vấn đề kỹ tính thì em nghĩ là bình thường. Tại vì xưa giờ là em đã nói là sau khi ra trường là em đã làm liên tục cho Nhật. Mà Nhật thì nó sẽ nổi tiếng về kỹ tính. À đúng rồi. Phải cần cái đức tính đó thì mới làm được ở những cái công việc. Tôi là kỹ tính trong công việc. Dạ. Còn kỹ tính trong cái đó thì vì công việc phải kỹ tính nên là nó sẽ rèn cho mình những cái ở trong cuộc sống cũng phải trong tình yêu. Trong tình yêu kỹ tính được không? Cái gì thì kỹ, còn cái gì nên thoáng thì thoáng. À đây đây đây. Cái quan trọng cái chỗ đó đó ha. Dạ. Em có hay càm ràm đàn ông không? Không, tính của em là kiểu lúc đó em tức là em sẽ nói ra hết. Rồi. Còn xong là xong. Tin chị đi, em đẻ một cái là cái miệng em hoạt động liên tục liền. Em càm từ sáng cho tới tối luôn. Bây giờ là không? Dạ, chứ không. Ừ, lúc quen á thì không càm ràm đâu. Lúc mà cưới nhau xong đẻ con gái là càm ràm dữ lắm á. Đây là hai tính cách rất rõ ràng nha. Hai anh chị này là độc lập nè, hồi mở rào ra đúng nói rồi. Chuyện là sẽ thú vị lắm. Em đi với ai vậy? Em có đi với mẹ. Dạ chào, trước tiên thì chào chương trình, chào anh Quyền Linh và chào chị dạ Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan. Về em là mẹ của Đài Loan. Anh bên này thì cũng ấy thì con có thời gian thì con quen, con tìm hiểu. Được. Cũng được. Đẹp trai quá ha. Đẹp trai. Rồi cảm ơn nhà cảm ơn gái cô. Rồi nhà trai đi với ai cưng? Dạ đi với hai dì. Kính thưa MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Cô gái bên đây rất là dễ thương, có thể phù hợp với con. Dì cũng mong rằng là hai đứa cho nhau cơ hội bấm nút để tìm hiểu nhau thêm. Dạ. Cảm ơn dì. Rồi hay quá các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau thế nào. Mở rào. Mình thu luôn nè em ơi. Em có món quà tặng em ha. Dạ hôm nay đến chương trình thì em cũng có một món quà nhỏ tặng cho anh. Gì vậy, tặng muối mè rồi phơi mì gì vậy? Quà này thì em cũng mang do là em mới đi công tác về luôn nên là sẵn thì em mua bên đó. Nên là chỉ là chúc lòng thành thôi. Có gì thì cái này về anh đọc sau. Đọc sau hả? Gì vậy đọc hai đi. Bạn ngồi đối diện nhau nè. Không cho đọc, không cho đọc. Không cho đọc này. Đọc đi. Kể coi có viết gì đó. Tặng anh món quà nhỏ Loan. Ủa vậy thôi đó hả? Chỉ vậy thôi à. Trời đất ơi, tưởng nó có gì. Tôi đang chờ đợi cảm không xúc có gì, gì hả? À. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh thấy là em hiền. Có những tiêu chuẩn của em thì anh thấy cũng có đáp ứng được. Còn em thì em thấy đánh giá sao vậy anh? Do là lần đầu tiên gặp nên là về cái ngoại hình thì cũng được 7-8 điểm so với tiêu chuẩn của em. 7-8 điểm? Là nhiều rồi. Là nhiều rồi đó. Đối với em là xưa giờ là kiểu 7-8 điểm là thuộc loại cao rồi. Tính cách thì do là chỉ là gặp mặt với lại cái chương trình thời gian có hạn thì cái đó là chia sẻ của ngắn gọn hai bên nên trước mắt thì em tạm ghi nhận. Còn ví dụ như là sau mà quá trình tìm hiểu này nọ mà có cơ hội thì em cũng hy vọng là có thể tìm hiểu nhiều hơn.
Quan trọng là sự sắp xếp giữa hai bên thôi. Rồi, quan điểm về hôn nhân gia đình đó, về chung sống với nhau thì kinh tế ai quyết định hay gì đó, bàn với nhau trước luôn đi. Về mặt kinh tế thì anh nghĩ là nếu mà ai mà quản lý kinh tế tốt thì người đó nên quản lý vậy thôi. Ý ông nói ổng rồi đó. Sao anh biết trước? Em thấy vậy được không? Trước mắt thì ok. Ok. Rồi bây giờ Quang bước tới đi, nắm tay bạn gái nào, mình giao lưu chút xíu nào. Mình chủ động nè, mình nắm tay bạn gái nè. Dạ. Ta chưa yêu lần nào đó. Giờ nắm tay. Quên. Quên. Đó, hai người đứng đối diện dạ, với nhau nào. Đứng lên nè, đứng coi coi có đẹp đôi với nhau không? Rất là đẹp đôi không? Nha. Đó, nắm chưa hai yêu tay lần nào cho nên nắm cái bàn tay của người ta thấy cũng thấy ghét nữa. Người ta chưa biết yêu lần nào, con trai chưa biết yêu lần nào mà. Hay nắm vậy? Ở đây người ta... Con nắm nè. Nắm sao? Nắm sao? Đó, là cái này tay. Là bắt tay. Sau khi mà người ta đóng tiền thuế xong hết rồi đó, ok bắt tay, dạ cảm ơn anh đóng tiền thuế xong rồi em đi về. Nắm kiểu nào cũng được chân vậy. Rồi, ok, rồi cái ngón. Nắm nhẹ nhàng rồi đó. Có động gì quá đơn không? Nắm vô, ok. Bây giờ nhìn thẳng mặt nhau nè, đó giờ có nhìn gái lâu vậy chưa? Nhìn rồi. Nhìn mấy chị lên đóng thuế hả? Thì mình chỉ gặp nhau thời gian ngắn thì cũng chưa có hiểu gì thêm. Anh nghĩ là mình nên tìm hiểu thêm thôi. Cảm xúc của em gái thế nào? À, tay anh ấm hơn tay em. Xem đi Nhật mà tay mau dễ lạnh quá. Hồi nãy em ngồi trong phòng chờ nên là cái tay nó hơi lạnh một xíu. Người ta hay nói một câu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Một người xây thì em nghĩ là cái nhà nó không chắc, nhưng mà nếu mà hai người cùng xây thì căn nhà nó sẽ chắc chắn và tốt đẹp hơn. Ok, rồi trở về vị trí các bạn. Thật ra một chàng trai cũng khó tìm lắm nha. Một cô gái năng động, tình yêu đầu đời của người ta đó. Nào. 1, 2, 3. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ biết nắm tay không Quang? Biết rồi. Biết rồi. Không. Trời ơi, chết tôi rồi. Chỉ vậy mà. Giờ nó khác. Hồi nãy là cảm xúc nó khác. Bây giờ là mình là người yêu rồi, nó khác. Bây giờ mình hẹn người yêu là nắm giày ok không? Dạ. Đó, nói chung là chúng tội nghiệp. Xin phép mẹ cho con có một nụ hôn trên má của thằng gái. Dạ, cho con xin hôn em Đài Loan. Rồi. Sao? Nhà gái nói sao? Phê chưa? Chưa thấy gì. Chưa thấy phê là hung lại. Thấy chưa, lắc đầu luôn thấy chưa? Thấy chưa, lắc đầu luôn. Không hung ngay má kìa, đừng hung ngay tóc. Trời ơi, thì có okay, lặp lại cô Quang coi sao đàn ông à. Rồi. À, một thân một mình ở thành phố này, xa gia đình bao lâu mới về lần dễ? Năm về luôn anh. Năm về lần hả? Dạ. Nhớ nhà không dễ? Ba mẹ khi nào gọi điện lên thăm không? Thôi, chia sẻ với dễ điều này, anh cũng đã từng xa nhà rồi. Mình hiểu được ha. Vấn đề giờ tìm được cái người cùng đồng hành để có thể quên đi những cái nỗi buồn đó ha, dễ ha. Rồi, thôi vui lên nào, cho tràng pháo tay cho dễ nào mọi người ha. Lấy bình tĩnh để gặp cô gái bên đây nha. Dễ rất là xúc động á. Đang khóc á. Dạ. Rồi, anh xin lỗi bởi vì đã nhắc đến gia đình của em. Thôi xem như anh là đại diện gia đình đi nha. Không sao cả ha, rồi. Mình mạnh mẽ lên đàn ông mà nha. Ok dễ, mạnh mẽ lên em. Đó, hình như bạn ấy cũng không có tiếp xúc nhiều nên cũng nhát. Anh nghĩ rằng là xung quanh chúng ta còn nhiều người á. Em có bạn bè thân gì không? Có một ít lắm mà. Hả? Có ít. Có một ít đúng không? Rồi, coi như anh là người nhà đi nha, có anh bên cạnh em. Dạ, rồi dạ. Xong, chúc may mắn. Bây giờ chúng ta mở rào ra cho hai bên nói chuyện đi. Rồi, mở rồi. Rào. Mạnh mẽ lên. Nào. Chào em. Thôi để em chủ động nha. Cố lên. Đó, đúng rồi. Dạ xin phép gửi tặng anh món quà ha.
Dạ thôi, anh cũng gửi dạ, cảm ơn nhiều. Vỗ tay. Lộc dạ, rất là năng động bởi cô ấy làm MC được mà. Dạ xin phép gửi tặng cho chị mà một diễn viên mà em yêu quý từ rất rất là lâu nay, chị Cát Tường xinh đẹp. Chị cảm ơn em. Cảm ơn chị Cát Tường. Cảm ơn em nha. Dạ. Rồi bây giờ là hát bài nào vui vui để phá tan cái bầu không khí này đi. MC là hát luôn hay là thay vì giờ không khí nó hơi bị ảm đạm đúng không cả nhà? mình thay đổi không khí được không ạ? Cho được. Em chàng vỗ tay nữa được không ạ? Xin cảm ơn. Và để thay đổi không khí thì em suy nghĩ là em sẽ dẫn một cái chương trình dành cho thiếu nhi để cho mọi người trẻ trung lại được không ạ? Dạ xin phép mọi người. Dạ xin phép em Quyền Linh cũng như là chị Cát Tường, em đứng lên cho nó tươi thoải mái. Anh vỗ tay cho em nha. Coi như đây thiếu nhi của em đó. Dạ giờ anh có thể trợ diễn giùm em luôn được không? Được. Bây giờ được. Anh là thiếu nhi nhí của em đi, MC nhí của em nha. Rồi anh đứng đây, tưởng tượng là đây là khán giả của mình ha. Em nói gì anh cứ cười thôi, ok. Dạ anh dễ đúng không ạ? Em dạ. Xuân Lộc. Dạ em nói gì anh cứ cười thôi nha. Dạ. Dạ lời đầu tiên Xuân Lộc cũng như là bạn MC nhí dễ rất là hân hoan chào đón quý vị phụ huynh cùng với các bạn thiên thần nhỏ đã đến với chương trình Vườn Âm Nhạc trong số đặc biệt chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Trong chương trình ngày hôm nay hứa hẹn tất cả mọi người sẽ đến với thế giới thần tiên cổ tích. Có hoàng tử nè, có công chúa nè, có những chú lùn rất là dễ thương. Và không để mọi người đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để cho chương trình Vườn Âm Nhạc được bắt đầu ạ. Bạn thân yêu ơi, nhanh chân ta đến nơi này, thăm vườn âm nhạc dịu kỳ và ly thu. Bạn thân yêu ơi, nơi đây là một sân chơi, bao điều mới lạ của âm thanh đất trời. Xin lỗi ạ. Cảm ơn bạn à, cảm ơn MC nhí. Dễ. Vui chưa dễ, vui lên đi em. Dạ. Yeah. Trời ơi, em làm gì em bắt tay ta, cái ta đưa tay ra cái em rút tay ta là. Ta quê. Bắt tay lại cái nào? Tay cái gì đó. Bình tĩnh cười được không? Đẹp trai bị hơi đen chút thôi. Không sao chứ, chân thành lắm. Rồi. Bạn ấy ít tiếp xúc nên em chủ động giùm anh nha. Dạ. Dễ thương lắm á. Dạ. Nào, chúng ta nói chuyện cứ nghĩ sao nói vậy, không sao chứ hả, dễ ha. Dạ dạ. Nói giống như là em nói ở nhà vậy đó. Đừng ngại ngùng chứ á. Dạ. Rồi bắt đầu làm quen cô gái đi. Dạ. Anh lên đây lâu, hồi sáng giờ anh lên đây khoảng mấy giờ? 9 giờ chạy lên đây. Là lên tới đây luôn hay sao? Dạ lên tới đây là lúc 1 giờ. Dạ. Kiếm anh đường. Ăn uống gì chưa? Có rồi. Anh có thấy thoải mái hơn chưa? Cười nãy giờ cười cũng nhiều đúng không ạ? Thoải mái lên chứ đúng không? Nhà mình đông anh em không ạ? Có 2 anh em à. Dạ. Anh ở đây thì em gái ở quê hay là ở đâu? Ở quê, cái quê. Dạ. Thì em gái còn đi học không anh? Nghỉ rồi, em gái nghỉ rồi. Dạ. Em gái giờ có chồng rồi. À có gia đình vậy là hơn anh luôn hả? Dạ. Mà tại sao trong cái khoảng thời gian đó mình không gặp bạn hay sao mà mình không có một cái mối quan hệ để tìm hiểu? À, tại vì da nó cũng hơi ngâm á, nó cũng ngại. Với mà làm công ty là dạ. Đàn ông không à? Dạ, không có một bóng hồng luôn hả anh? Không, không có. Vậy là không có lập lờ luôn hả? Có mà, dạ. Người lớn tuổi hết trơn rồi. À, vậy là không có tính lớn tuổi đúng không? Dạ. Ở đây lớn tuổi nè. Mình lớn có 2-3 tuổi đâu có sao. À, vậy đó, không sao, không sao mà. À, anh cảm về em như thế nào? Thì lần đầu tiên thì cũng tiếp xúc với phụ nữ, thấy em cũng dễ thương, cũng năng dễ động. Dễ nữa hả anh? Dạ. Vậy là được rồi. Dễ thương với năng động á, linh dạ. Hoạt, linh hoạt. À, cũng chia sẻ với mọi người, tại vì em lớn lên và đến hiện tại bây giờ em sinh hoạt trong môi trường đoàn đội nên bản thân em có một cái sự dạn dĩ trước mọi người. Bên cạnh đó thì cái hoàn cảnh gia đình em không phải như những gì mà em tươi cười như vậy. Nhưng mà em cảm thấy là mình là một người sống lạc quan. Em yêu đời, yêu người, nên lúc nào em cũng tươi trẻ hết. Đúng không ạ? Anh cho anh vỗ tay. Vỗ tay, à vậy đó. Bây giờ nói vô chuyện tình yêu đi nè. Nói chuyện với dễ, chuyện tình yêu đi, dễ như hỏi như đi. Dễ cho ngồi trả lời không giống như bị hỏi cung quá à. Anh có thể chia sẻ cảm nhận của anh lúc này là như thế nào? Thì bây giờ em nói đi thì anh cảm nhận như sao vậy? Chứ nãy giờ em cảm nhận sao? Em nhận thấy là cô... anh thấy em nói nhiều quá hay là anh thấy em thấy cưng quá, ví dụ vậy? Không mà nói chung là bù qua đắp lại cũng được rồi.
Thật sự ra khi mà em cảm thấy anh rơi nước mắt như vậy, bản thân em đồng cảm nhiều lắm. Và khi mà em lên đây, em không biết đối tượng bên em của mình như thế nào, nhưng mà em cũng có tự nhủ cho mình đó, là rất là nhiều mà mình được gặp nhau trong một cái chương trình như thế này, đó là cái duyên. Và bản thân em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Anh thì nghĩ bản thân anh như thế nào? Thì là bên là do em chứ sao giờ anh thì anh thì chủ động thì anh cũng chủ động. Thường á thì em thích người đàn ông mạnh mẽ. Chữ mạnh mẽ nó bao gồm rất là nhiều cái yếu tố. Luôn cả cái sự chủ động luôn. Nữa về bên kia làm chồng mà đây vợ quá. Cái gì phải mình đàn ông phải chủ động lên để cô gái là gọi là mở lòng rồi đó, rất là cởi mở ha. Giờ mạnh mẽ lên. Bây giờ thử mình trao đổi đi. Thí dụ hai đứa đồng ý hẹn hò với nhau. Bây giờ em đặt vấn đề luôn. Bây giờ theo em thì anh sẽ làm gì? Thí dụ như vậy ha. Thử nhau mình làm gì? Thử đi, nói hỏi đi. Dạ. Em ở trên này em làm gì? Dạ em buôn bán. Em kinh doanh online. Giỏi lắm đó. Giờ em thì em kinh doanh buôn bán, rồi anh phụ gì được thì anh phụ nha. Cái này là xác nhận học khẩu rồi nè. Anh có thể phụ được gì nói cổ luôn đi. Thì bạn gái ví dụ như anh có cái tài lẻ nào ngoài cái công việc hiện tại của anh đang làm việc không? Thì nói chung là anh làm công ty không, nói chung là ít ra ngoài tiếp xúc lắm. Ý là bản thân mình có một cái ưu điểm, một cái sở trường nào đó. Ví dụ như là anh ví dụ như em đang live stream đi, em gợi ý em nhờ anh vô online live được không? Chắc không quá à. Học. Học trước. Vậy là phải từ từ. Phải có thời gian trao đổi tìm cô hiểu. Vừa là bạn, vừa có thể là gọi là hướng dẫn em buôn bán kinh doanh. Mà anh nghĩ rằng là anh này rất là chịu khó. Dạ. Khó lắm đó. Gặp cô gái năng động thế này thì chắc chắn là em sẽ làm được nhiều thứ. Ví dụ như ngoài cái việc mà em làm trong công ty đó, ngoài cái chuyện là em đang lái xe đúng không? Dạ. Lái cái xe nâng đúng không? Dạ, dạ. Thì ngoài cái lái xe nâng là em còn có biết cái công việc, cái ngành nghề hay một cái gì khác không? Ý là như vậy á. Ví dụ như anh lái xe máy được không? Anh lái xe hơi được không? Ừ. Ví dụ vậy. Hoặc là anh ví dụ như cái công việc đó thì nó như vậy, nhưng mà ngoài cái thời gian đó anh có thể chạy ráp hay là gì gì đó. Ví dụ như chạy ráp đi giao hàng cũng được. Em lái xe nâng được thì lái xe hơi được không? Dạ tại vì em cũng đang học B2 anh, mà em học nửa chừng lại trở là em thi rớt hoài à. Nên trời ơi, xe nâng được mà lái xe hơi không được. Em đang học mà em đang bỏ đó, đang ở trường cao đẳng nghề số 8 à. Mà cũng gần 5 năm rồi không thi nữa. Thì này về ráng thi lái xe hơi rủ chở cô ấy đi bỏ hàng rồi sao? Đi xe máy được không? Được. Đừng nói tôi không được đó nha. Ví dụ giờ cổ bán hàng của Kim đi giao khắp mọi nơi được không? Được đó, được. Vụ sanh con ra cổ để em chăm sóc con được không? Dạ, căng ạ. Căng hả? Ồ, chữ mạnh mẽ nó cũng bao hàm luôn là anh phải chia sẻ những cái chuyện đó luôn đó. Tại vì mạnh mẽ không phải một người một mình em mạnh mẽ đâu. Tại vì em là em biết là anh mạnh mẽ lắm rồi. Em cần cái bờ vai cho em nương tựa. Tại vì đôi khi á mình mạnh mẽ quá, nhưng mà mình là phái nữ mà đôi lúc mình rất là yếu lòng. Giờ mình là con gái mà. Bây giờ em làm sao em phải dễ nè. Giờ em phải mạnh mẽ lên và ngồi thẳng thớm lên, hoặc là đứng dậy tới nắm tay hát con gái bài này. Biết hát không? Tại vì đang vui vậy em hát bài buồn nữa thôi. Em đại hát nó hát đại đi. Anh hát. Cứ hát đi. Không sao hết bạn. Quý vị khán giả ơi, cho bạn một tràng vỗ tay. Hát cho thoải mái. Đây là chàng trai sống trong cô đơn cũng lâu rồi ha. Nói chung là đầy cảm xúc luôn. Làm sao em thuyết phục được cô ấy chứ. Nhanh mạnh mẽ lên, đứng lên. Hát buồn lắm bạn. Đấy đó. Kệ nó, hát đi. Nào, mạnh mẽ bây giờ là anh ta đó. Mạnh mẽ, anh ta thoải mái rồi, em thoải mái lên cho nó. Hát đi em. Không, hát nửa khúc được. Được, nửa khúc cũng được. Bài Nhẫn Cỏ Cho Em đi. Nhẫn Cỏ Cho Em. Được không? Được. Rồi, bởi vì em không? Mới nói rồi, buồn mà hồi nãy đây đang vui mà em nói hát bài. Được. Rồi, đứng lên, đứng lên. Buồn như em, đứng cười anh ơi. Cho nó thoải mái. Bởi vì mình càng làm, mình càng thoải mái, em hiểu không? Dạ. Nào, đứng lên đi tới đi lui thì cái chứ giờ nó không biết để tay đâu luôn mà. Cứ bóp đít hoài. Rồi, bắt đầu rồi. Đi em. Thoải mái lên nào. Có anh đây đừng lo. Đó, rồi, thoải mái đi. Mà buồn lắm, nhạc buồn mà. Kể nó buồn rồi chơi luôn đây. Trời, em ngồi đâu, ngồi đó anh ngồi đâu. À, thì em cứ đứng đây anh ngồi đi luôn đó. Rồi, bắt đầu. Rồi em hát nha. Rồi bây giờ là cầm món quà lại đi. Ừ, đó, đúng rồi, cho thoải mái luôn. Hát anh. Ừ, hát đi. Nãy giờ hát 2-3 lần mà chưa hát nữa. Bắt đầu. Ngày bữa hát.
nữa. Hát, hát đi. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sánh lễ tơ hồng. Thì đây anh đang nhấn cỏ, tặng em coi như bó ngỏ lòng. Anh chắc em đã biết, anh nghèo em cũng chẳng hơn anh. Nhận anh trao nhân có chân thành, nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh quách gỗ, thầy mẹ có vẻ ưng lòng. Rồi, rồi, rồi. Vậy cảm ơn bài hát của anh. Mỗi lần mà bạn em buồn em hát bài này, bảo đảm bạn mang vui vậy thôi. Bây giờ nè, bây giờ chốt lại vấn đề nè. Dễ phải mạnh mẽ lên nói một câu tận đáy lòng mình để thể hiện cái tình cảm của mình. Bạn có thích cô gái này không? Tim đang có rung động hay không? Đó, nhờ anh Huyền Linh hỗ trợ nói một câu để phải tỏ tình với cô ấy, cô ấy mới quyết định có chọn, có bấm nút với mình hay không. Đừng để cái cơ hội này vụt mất, rất là uổng, rất là phí. Đây là cơ hội để đi đến nhân duyên đó. Suy nghĩ tận đáy lòng của mình thôi. Muốn nói gì nói, miệng sao thật, rất thật. Rồi, mạnh mẽ tự tin lên dễ. Vậy là đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, anh với em mới quen nhau. Rồi anh mong em là đồng ý. Đồng ý bấm nút. Đó, rồi sau này mình hẹn hò tiếp nữa. Trời ơi. Bây giờ nè. Dạ. Em phải nói sao cho cổ tự tin. Ví dụ như cổ đồng ý bấm nút hẹn hò, em sẽ là đem đến điều gì cho cô ấy. Ví dụ em sẽ cố gắng nỗ lực thế nào để hoàn thiện bản thân của mình. Nỗ lực thế nào để có thể giúp cô ấy trong cái việc phát triển kinh tế. Nỗ lực thế nào để sau này mình là một người trong, người chồng, người cha, người có thể có bờ vai để cô ấy nương tựa. Thí dụ như thế. Nói cho em nói bằng những cái suy nghĩ của mình. Nhìn cô ấy nói đừng có ngại gì chứ. Có anh đây nè, nhìn đi. Cổ đâu có ăn thịt với em đâu sợ. Nói không được anh, gung quá. Gung gì đâu gung, đừng có gung. Nói đi nào. Hồi nãy hát là em gung rồi. Em thích cô gái này không? Dạ thích. Em có muốn cô gái này nắm tay mình đi suốt cuộc đời không? Dạ muốn. Trái tim em hiện nay thế nào rồi? Trái tim em đang rung. Rung hả? Đang rung động. Nói ra không được. Em có buồn không nếu như cô ấy không bấm nút? Thì mình lên đến đây rồi, nếu mà thì nói chuyện nãy giờ thì cô ấy cũng hiểu, thì mình cũng hiểu. Đó, nếu mà thì đến lúc mà chương trình thì cũng phải kết thúc. Đó, thì cái lúc bấm nút thì bạn thì không bấm nút thì cũng bình thường sao nha. Bẻ hồi gãy hết mấy ngón tay bây giờ luôn á. Bây giờ trong lòng em đang nghĩ gì về cô gái đó? Em thấy là rất là tốt, rất là dễ thương. Đấy, nhưng mà em nói không có được anh. Không được đúng không? Dạ. Em làm được không? Làm được. Hả? Làm thì được nhưng mà nói không được. Nói không được đúng không? Làm được đúng không? Chắc không? Rồi. Chắc ha. Dạ. Em có thể chăm sóc cô gái suốt cuộc đời của mình được không? Dạ được. Được bằng cách nào? Thì mình tiến đến hôn nhân. Đó, rồi mình sau đó là mình quan tâm chăm sóc lẫn nhau là đi đến hết cuộc đời. Vậy thôi. Thì bên dạng như hai bên dạng như nếu mà được thì anh nóng thì em nguội. Đó, em nóng thì anh cũng nguội lại. Đó vậy thôi. Không có gì là ấy hết. Vậy là được. Được ha. Dạ. Hứa đi. Dạ. Hứa chăm sóc cô ấy suốt cuộc đời đi. Dạ dạ em hứa. Hứa với cổ đi, nói với cổ đó. Đồng ý không em? Gì vậy? Chưa hứa mà kêu người ta đồng ý. Anh hứa. Dạ. Nói đi anh. Ông hứa. Theo tôi dạy còn một năm trời mới không có phá được á. Nói đi. Dạ. Hứa, nói sao dạ. Mà hứa với cổ sao đó. Hứa với anh là đi hết cuộc đời này ha. Đồng ý không em? Em phải nói cổ là anh sẽ làm gì đó. Anh sẽ làm gì đó để cho em có thể tin tưởng chứ. Dạ anh nói ra không được anh. Hả? Nếu được thì mình hãy thử tìm hiểu nhau. Nếu mà mình của nhau thì không thể nào lạc lối ra. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ thế này nè. Thằng trai rất là khó nói. Như nãy giờ em gái nói thật sự nha. Dạ. Em đang suy nghĩ gì về chàng trai này? Em thấy bạn có vẻ rất là rụt rè.
Tại vì có thể là bạn trong cái môi trường làm việc đó bạn không có tiếp xúc với nữ, nên bạn cảm thấy rất là rụt rè. Bạn chưa có một mối quan hệ nào gọi là yêu đương, nên không tránh khỏi những cái vấn đề mà bạn cảm thấy run, bạn không có nói được. Với lại một phần nữa là em thấy bạn có vẻ là chưa có xác định được một cái phương hướng cụ thể. Còn em thích người mạnh mẽ, thì dĩ nhiên người mạnh mẽ đó phải quyết đoán, có những cái suy nghĩ mình nói được, mình làm được. Nhiều khi mình chỉ nói thôi mà mình làm không được thì nó không hay. Có thể thế này nè, anh ấy có nghĩ đó, dạ, nhưng mà nói không được. Đúng, không nói ra lời không thôi. Không nói được. Không thể hiện được. Có thể anh ấy vì cuộc sống anh ấy hơi bi quan quá. Có thể sống một mình hơi bi quan, hơi tự ái nhiều quá. Có thể mình rút vô giống như con ốc mà rút vô trong vỏ gì đó, không muốn ra ngoài. Và cuối cùng thì ít có nói thôi. Nhưng mình nghĩ đây là con người chân thành. Dạ. Người ta gọi cái gì là ngọc trong đá đó. Dạ. Nếu chúng ta biết rèn giũa, biết mài giũa nó, biết đi, mài giũa, chăm sóc thì đá thành ngọc đó. Ha. Rồi, thôi như vậy thì tất cả những gì mình nói đã nói hết rồi. Đặt tay vào nút bấm nha. Quan trọng là trái tim mình có rung động hay không thôi. Tóm lại, quan trọng trái tim có rung động hay không thôi. Em trai để tay vào nút bấm đi em. Nha. Tất cả những gì chúng ta nói nãy giờ, xem như nhắm mắt lại với các bạn, kiểm tra lại, tim mình rung động là mình bấm. Tất cả bỏ qua một bên, cái gì rồi chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng nếu con tim không rung động thì chúng ta không thể nào cãi lên nó được cả. Chúng ta hãy làm theo trái tim của mình nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. Bấm nút là trao duyên với nhau để hẹn hò, để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Bây giờ sao không bấm gì anh? Em cứ bấm mà chắc nút không ăn hay sao? Có bấm nút không ăn. Dạ. Rồi. À có đỏ rồi. Còn em gái? Dạ em rất là thích bạn này, cũng như là rất là trân trọng khoảng đường xa xôi bạn đến đây. Rất là cảm với bạn rất là nhiều chuyện, cũng như là về cuộc sống của bạn. Về tính cách của bạn rất là hiền. Mà em nghĩ em năng động quá, có vẻ là em sẽ không hợp với bạn. Rồi em cần một bờ vai mạnh mẽ. Có thể nhiều khi bạn muốn cho em bờ vai mạnh mẽ và bạn ở nhìn gặp mình, em ở Sài Gòn thì nó cũng hơi là khoảng cách xa xôi. Nên em nghĩ là cái tình cảm đó, mình thay vì tình yêu thương thì mình sẽ trở thành tình bạn bè đôi lứa. Mình có thể trao đổi điện thoại để mình có thể liên lạc với nhau mà. Hứa với lại bạn này luôn là Lộc sẽ tư vấn cho bạn về tình yêu. Và nếu mà có mua hàng online cũng ủng hộ Lộc nhé. Mạnh mẽ lên nữa. Dạ, dạ. Anh nghĩ thế này nè, tụi anh có thể kết nối mọi thứ, nhưng mà tụi anh không thể nào thay đổi những cái nhịp đập trái tim chung một nhịp được hết. Đó là cái điều các bạn đã chọn rồi. Cũng chia sẻ với em một điều rằng ở đây anh nghĩ rằng tất cả mọi người đều quý em lắm. Nhưng vấn đề phải thay đổi mình, phải cố gắng, đừng có tự ái gì hết, phải hoàn thiện mình nhiều hơn nữa. Đây cũng là một cô gái rất là tốt, một cô gái rất là năng động, thật sự là muốn đến để tìm kiếm một cái tình yêu. Nhưng mà có thể cô nói đúng là bạn chưa có chịu mở lòng mình ra đó. Dễ mình bị khép kín quá thì người ta sẽ khó vào được ha. Mình phải mở lòng ra để cho mình những cái cơ hội thì mình mới có được cái cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc. Ai cũng được quyền hạnh phúc cả, mình cũng vậy nha. Rồi thôi, hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Rồi y như lời Lộc nói ha, mình cũng có thể kết bạn với nhau. Dạ, giúp ảnh ha, cải thiện như tư vấn cho ảnh số điện thoại nha. Đừng đi về luôn nha. Vui lên dễ ơi, cười tươi lên, cuộc sống nó còn rất là điều tốt đẹp đang chờ đón mình ở phía trước nha.